Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình truyền hình trực tuyến Doctor Gia Đình, chương trình do hệ thống y tế Medlatech thực hiện, phát trên kênh YouTube và fanpage của Bệnh viện Đa khoa Medlatech vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần. Và Vân Anh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình này. Thưa quý vị, bệnh lý về tim mạch luôn là chủ đề nóng được tất cả mọi người quan tâm. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện nay thì trung bình 10 người lớn thì có tới 4 người bị tăng huyết áp. Và hàng năm thì con số tử vong vì những bệnh tim mạch lên tới 17,5 triệu người, nhiều hơn gấp 4 lần tổng số người tử vong của 3 bệnh lý HIV/AIDS, sốt rét cũng như là lao phổi. Trong đó, bệnh nhân tử vong vì tăng huyết áp và biến chứng của tăng huyết áp thì chiếm tới hơn 7 triệu người. Đây là một con số đáng báo động tới người dân Việt Nam và chúng ta sẽ cần ngừng việc chủ quan về sức khỏe trái tim của mình. Cụ thể hơn, tại Bệnh viện Đa khoa Medlatech, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp thì tăng đột biến trong khoảng thời gian vừa qua. Và chính bởi vậy, việc chủ động để trang bị cho mình những kiến thức quan trọng về cơ quan tim mạch nói chung và bệnh tăng huyết áp nói riêng sẽ giúp chúng ta và những người xung quanh mình bảo vệ được sức khỏe của bản thân, đặc biệt là có một trái tim khỏe mạnh. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về tổng quan tình trạng bệnh lý tăng huyết áp tại Việt Nam hiện nay. Vì sao và làm thế nào để chẩn đoán bạn có đang bị tăng huyết áp hay không? Cách điều trị và phòng bệnh như thế nào? Biến chứng nguy hiểm của người tăng huyết áp ra sao? Những giải pháp hữu ích trong lối sống hàng ngày để chúng ta giữ một trái tim luôn khỏe mạnh và đẩy lùi những bệnh lý tim mạch có thể mắc phải. Và để giải đáp những thắc mắc này, Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã mời tới trường quay ngày hôm nay chuyên gia tim mạch. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Thi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia cao cấp của Viện Tim mạch, hiện đang công tác ở vị trí chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC Vân Anh, xin chào các quý vị khán giả. Tăng huyết áp là một bệnh lý tim mạch mãn tính, xảy ra khi áp lực của máu tác động lên thành động mạch tăng cao. Bệnh thường diễn biến âm thầm và biểu hiện của bệnh thường không rõ rệt. Nó có thể dẫn đến cái chết của hàng triệu người mỗi năm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có gần 1,3 tỷ người trên thế giới bị cao huyết áp. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số đó không phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Nếu huyết áp tăng cao trong một thời gian dài, có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho mạch máu và những biến chứng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng người bệnh bao gồm suy tim, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Thưa quý vị, chắc hẳn rằng chúng ta đã có được một cái nhìn tổng quan về những bệnh lý tim mạch và đặc biệt là tăng huyết áp. Và thông thường trước đây thì chúng ta cứ nghĩ rằng là bệnh này gặp ở những người cao tuổi. Tuy nhiên, như chúng tôi cũng đã chia sẻ tới quý vị, bệnh đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Vậy thì trước hết xin được nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Thi có thể chia sẻ đâu là nguyên nhân gây nên bệnh lý tăng huyết áp ạ? Vâng. Trước hết, trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng nói qua để các quý vị được biết làm chúng ta phải hiểu thế nào là huyết áp. Huyết áp là chính là áp lực của máu lên thành mạch, thành động mạch. Thế và tạo ra được là nhờ có tim và các động mạch. Vì vậy cho nên rằng là ở khi mà chúng ta có huyết áp như vậy thì chúng ta thường là có hai con số để chúng ta lưu ý trên lâm sàng là huyết áp tối đa và tối thiểu. Thế và để chẩn đoán được cái huyết áp thì rất là đơn giản, chỉ cần một cái máy đo huyết áp là chúng ta có thể đo được là huyết áp của mình là bao nhiêu, vậy thì nó là bình thường hay là không bình thường. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Hiệp hội các tim mạch thế giới thì thấy rằng thì đã định nghĩa rồi, tăng huyết áp là khi huyết áp tối đa của người bệnh từ lớn hơn hoặc bằng 140 mm thủy ngân, và huyết áp tối thiểu là dưới là trên 90 mm thủy ngân. Thế còn về nói về trả lời cái nguyên nhân tăng huyết áp thì cho đến hiện nay thì những cái nghiên cứu của y tế thấy rằng là chỉ khoảng dưới 10% bệnh nhân bị tăng huyết áp là có nguyên nhân. Có nguyên nhân có nghĩa là mình có nguyên nhân của một cái gì đấy mà gây ra tăng huyết áp. Ví dụ nguyên nhân đấy là gì? Ví dụ bệnh thận như là viêm cầu thận này, suy thận này, hội chứng thận hư này, vân vân. Hoặc là bệnh nội tiết như là cường giáp này, suy giáp này, hay là bệnh tuyến thượng thận như là u tùy thượng thận này, rồi u vỏ thượng thận, vân vân. Thì khi có nguyên nhân như vậy rồi thì nó làm ra tăng huyết áp thì chúng ta giải quyết nguyên nhân thì là xong. Thì coi như bệnh nhân huyết áp trở lại bình thường. Nhưng trên 90% chúng ta phải nhớ là trên 90% là không có nguyên nhân. Thì vậy thì không, trên 90% không có nguyên nhân, vậy thì nó tại sao nó lại tăng? Thì đấy là thì các nghiên cứu cho thấy rằng là vì là có các yếu tố nguy cơ.
Thì chúng ta chia ra làm hai loại yếu tố nguy cơ, là yếu tố nguy cơ không hoặc là khó thay đổi và yếu tố nguy cơ thay đổi được. Vậy yếu tố nguy cơ khó hay là không thay đổi được là cái gì? Có nghĩa là gia đình có người tiền sử có người bị bệnh tim, hoặc là bố hoặc mẹ hoặc cả bố cả mẹ bị bệnh tăng huyết áp, hoặc là tuổi cao, thế rồi là điều kiện kinh tế xã hội kém, vân vân. Thì đấy là những yếu tố cơ là khó hoặc là không thay đổi được. Thí dụ bố mẹ, ai có thể chọn được bố mẹ mình không bị bệnh, thí dụ như vậy. Thế còn thì những cái yếu tố cơ có thể thay đổi được rất là quan trọng. Nếu chúng ta mà giảm bớt hoặc là chúng ta loại được bỏ những yếu tố nguy cơ đấy thì chúng ta sẽ không bị tăng huyết áp. Thí dụ cụ thể là thế nào? Yếu tố nguy cơ không hút thuốc lá, thuốc lào. Thuốc lá kể cả xì gà nhé, không có gì. Ngày xưa chúng tôi cứ nhớ mãi là bảo như là không được hút thuốc lá, thế là người ta về tới hút thuốc lào. Thế xong đến lúc chúng tôi lại tiến tới là bác đừng hút thuốc lá, thuốc lào nhé, thì lại hút xì gà. Tất cả những thuốc đấy là không uống, không hút. Thứ hai là hạn chế tối đa chuyện việc uống rượu, bia rượu, chất kích thích, là chúng ta cố gắng là hạn chế. Có nhưng mà ít thôi. Đấy là người chưa bị tăng huyết áp nhé. Còn nếu mà tăng huyết áp thì thôi lại cũng bỏ luôn. Thế và thừa cân béo phì là những cái mà là yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp. Thì chúng ta luôn không nhớ là chúng ta phải giữ cho cơ thể nó cân đối. Cái cơ thể cân đối không những nó đẹp cho bản thân mình, đẹp cho mọi người nhìn vào, mà rất quan trọng cái vấn đề sức khỏe. Nếu mà chúng ta thừa cân béo phì thì không những là nguy cơ tăng huyết áp mà còn có thể là gây ra bệnh tiểu đường, thế rồi là gây ra những bệnh thoái hóa khớp vân vân, rất là nhiều bệnh khác. Đấy là thừa cân béo phì. Một cái nữa cũng là yếu tố nguy cơ, đấy là mình làm việc tĩnh tại. Có nghĩa là những người mà làm việc văn phòng thì chúng ta cần phải có hoạt động thể lực. Mà hoạt động thể lực ở đây là gì? Chúng ta phải làm hoạt động theo khả năng của mình, có thể đi bộ, có thể chạy, có thể đi xe đạp vân vân, ít nhất là 30 phút một ngày. Và trước đây thì nói là ít nhất là 5 ngày, nhưng bây giờ là phải cả tuần luôn. Đấy, ví dụ như vậy. Một cái nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta bị những một số bệnh mà rất dễ gây ra tăng huyết áp. Thí dụ như bệnh tiểu đường, khi phát hiện tiểu đường ta phải chữa luôn, không có sau này biến chứng các thứ, cũng là một cái mà có thể gây ra tăng huyết áp. Rối loạn lipid máu. Đấy, như chúng ta nói là dân gian thường nói là rối loạn mỡ máu đấy. Ví dụ như là thừa cholesterol, triglycerides vân vân. Thế còn hoặc là những bệnh nhân mà acid uric rất là cao thì cũng là nguy cơ tăng huyết áp. Acid uric thì chúng ta biết là người ta thường nghĩ đến khi là bị bệnh gút, nhưng thực ra cái acid uric cũng là yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp. Và một vấn đề nữa là chúng ta không được ăn, không nên ăn mặn. Bởi vì ăn mặn ấy, nhất là những đồ ăn như là đồ kho này, thế rồi đồ muối này, đồ ăn sẵn là lượng muối rất là cao, đấy cũng là yếu tố nguy cơ tăng huyết áp. Và một cái nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý, đấy là stress. Nếu mà chúng ta căng thẳng, chúng ta luôn luôn phải bị stress trong cuộc sống, ra ngoài xã hội, cũng như nhất đi trên đường, đường xá lúc nào cũng tắc đường, đấy là những stress mà chúng ta không biết cân bằng, thì đấy cũng là yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp. Vì vậy cho nên là yếu tố nguy cơ đấy thì nó như vậy. Thì chúng ta nếu chúng ta hạn chế được càng nhiều càng tốt thì khả năng bị bệnh tăng huyết áp sẽ càng giảm. Với những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy rằng là với những yếu tố không thể thay đổi được, rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải chấp nhận và thích nghi. Thế còn điều chúng ta cần tập trung đó chính là những yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được, để từ đó chúng ta giảm thiểu những cái nguy cơ dẫn tới việc là tăng huyết áp. Và trong quá trình hơn 40 năm công tác, tiếp xúc và điều trị cho rất là nhiều bệnh nhân, thì không biết đâu là trường hợp mà để lại cho bác sĩ nhiều ấn tượng nhất? Cho đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh mãi một cái trường hợp mà anh đấy, anh là bác sĩ hơn tôi khoảng 5-6 khóa. Thì anh ấy, khi mà hôm đấy chúng tôi đang giao ban thì có ca cấp cứu vào. Thì anh đấy lại là, anh là bác sĩ và vào cấp cứu trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, rất là nặng luôn. Và khi chúng tôi đo đáp thì thấy huyết áp 180-120, quá là cao luôn. Bảo ôi dồi, tại sao anh là bác sĩ mà để huyết áp cao như này? Thế sau đấy thì cứu anh ấy, đặt stent cái thứ nọ kia xong, khi anh ấy ổn định rồi thì chúng tôi mới hỏi là anh, tại sao huyết áp của anh cao thế? Mà anh đang dùng thuốc gì mà cao thế này? Anh bảo là nói thật là tôi bị tăng huyết áp, nhưng mà tôi cũng thấy nó chả có biểu hiện gì, chủ quan. Đâm ra cứ mải mê chữa bệnh cho bệnh nhân mà lại không nghĩ đến bản thân mình,
không, lúc đầu thì còn uống thuốc, về sau không uống thuốc nữa. Thế là cuối cùng là huyết áp cao kéo dài dẫn đến biến chứng vào tim, gần nhồi máu cơ tim. Một cái từ khóa trong câu chuyện bác sĩ vừa kể, Vân Anh cảm thấy rất là ấn tượng, đó chính là chủ quan. Đúng rồi. Là từ cái việc chủ quan có thể dẫn tới nhiều thứ mà chúng ta không thể ngờ được. Vậy thì để tránh cái điều đó thì bản thân mỗi người, trước khi mà chúng ta thấy rằng là bệnh phát tác ra thì chúng ta phải có sự chủ động phòng bệnh. Chúng ta hay có câu rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vậy thì không biết đâu là những cách để chúng ta có thể nâng cao sức khỏe chủ động của mình và phòng chống những nguy cơ của tăng huyết áp thưa bác sĩ? Thế thì tôi thấy là MC Vân Anh hỏi cái câu hỏi rất là thiết thực đấy, rất là thiết thực. Thì chúng tôi, như tôi nhắc lại là hơn 90% là bệnh tăng huyết áp không có nguyên nhân, gọi là bệnh tăng huyết áp, mà chỉ có các yếu tố nguy cơ thôi. Thế vì vậy cho nên là cứ các yếu tố nguy cơ chúng ta loại đi. Thí dụ là không hút thuốc lá, thuốc lào, thì chúng ta bây giờ mà một người ta đang hút và bảo người ta không hút thì hơi khó. Giảm dần. Sáng nay tôi có một bệnh nhân hút một ngày là 2 bao. Và bệnh bây giờ biến chứng là nhiều, là bệnh mạch vành rất là nặng. Bây giờ hôm nay là tôi phải chuyển đi viện tim mạch Bạch Mai để đặt stent động mạch vành, hẹp 90%. Thế thì bây giờ là vấn đề là anh hút thuốc lá rất là nhiều và uống rượu cũng nhiều. Thế thì tôi bảo là bây giờ là phải làm sao hạn chế, làm sao mà nói không với thuốc lá. Đấy là tốt nhất, không chỉ cho tim mạch mà còn cho phổi, còn nhiều bệnh khác lắm, rồi ung thư, vòm họng, vân vân. Thế thì đầu tiên là mình hạn chế, mình cứ giảm dần dần đến không. Còn rượu ấy thì nếu mà chưa bị tăng huyết áp thì chúng ta uống rượu ít thôi, hạn chế thôi. Ít là thế nào, nó phải có lưu lượng chứ. Thí dụ tôi bây giờ tôi nhớ lại, tôi thấy các cụ mình rất là giỏi ở cái điểm gì, mỗi một bữa cơm thì các cụ uống một cái chén hạt mít. Thì đúng cái chén hạt mít đấy chính là liều lượng có thể cho phép. Mà uống như vậy nó tốt. Nó tốt ở điểm gì? Nó dẫn, nó tiêu mỡ, rồi là nó làm cho ăn nó ngon miệng vân vân. Nhưng mà nhiều thì lại không được. Thứ hai là chúng ta ăn mặn. Chúng ta biết rồi, khi chúng ta ăn mặn thì chúng ta sẽ giữ nước. Giữ nước thì làm cho lượng máu lớn nhiều hơn thì nó gây tăng huyết áp. Đấy là ăn. Hoặc là như gì? Tất cả những cái sản phẩm mà nó có nhiều cholesterol, đấy, đưa lượng mỡ trong vào nhiều. Thí dụ như là phủ tạng động vật là rất nhiều. Không phải là bị bệnh tim à, cho ăn quả tim bổ tim. Bị não à, cho thuốc ăn, cho ăn não bổ não. Tất cả những cái đấy rất nhiều cholesterol, và chúng ta nên rất rất hạn chế, không nên ăn nhiều. Thí dụ không ăn nhiều là gì, thì có thể thỉnh thoảng một tháng ăn một lần thôi, chứ không nên. Tôi thấy có những người rất là nghiện luôn cái món cháo lòng, lòng lợn với cháo lòng tiết canh đại khái kiểu kiểu thế, mà những cái đấy là vô cùng nhiều cholesterol, không tốt cho sức khỏe. Một cái nữa là như tôi đã nói rồi, thừa cân béo phì. Cái điều đấy là hết sức lưu ý, không được để cho thừa cân, nhất là không để cho vòng bụng to. Không để cho người ta bảo là vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn. Đấy, đấy là nó là vì nó, ý nghĩa của nó là yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp này, bệnh tiểu đường này, rồi là bệnh thoái hóa khớp vân vân. Thì đấy, đấy là thì các cụ có cái câu như vậy. Vừa rồi thì bác sĩ đã có những chia sẻ phải nói là rất là thiết thực. Chúng ta thấy rằng là không cần phải đi đâu xa cả, ngay từ chính những cái sinh hoạt ăn uống luyện tập hàng ngày có thể giúp chúng ta nâng cao sức khỏe chủ động và phòng ngừa những nguy cơ không chỉ của tăng huyết áp mà của rất nhiều những bệnh lý khác. Và trong phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với chuyên gia của chương trình để trả lời những câu hỏi cũng như băn khoăn mà khán giả đã gửi về. Bệnh viện Đa khoa Medlatech tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên toàn quốc, nơi hội tụ đội ngũ giáo sư, bác sĩ đồng ngành giàu kinh nghiệm, luôn tận tụy với bệnh nhân. Đồng thời, với sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp khách hàng đặt lịch khám chữa bệnh dễ dàng, tra cứu kết quả và quản lý hồ sơ bệnh án thuận tiện, Medlatech đã trở thành điểm sáng trong khối y tế tư nhân, chiếm trọn niềm tin và cảm tình của khách hàng. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Đa khoa Medlatech tổ chức phục vụ khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ Tết. Để đặt lịch khám hoặc đóng góp ý kiến, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 56 56 56. Medlatech, đồng hành chăm sóc sức khỏe của gia đình.
Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phần 2 của Doctor Gia Đình, với phần mà tất cả chúng ta đều mong đợi, đó chính là bạn hỏi, bác sĩ trả lời. Và với phần này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục với chủ đề đó là ổn định huyết áp để bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Và chúng tôi cũng lần lượt sẽ chia sẻ, giải đáp những câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chương trình. Và câu hỏi đầu tiên thì có một khán giả 25 tuổi ở Bắc Ninh có chia sẻ là: thưa bác sĩ, bố và mẹ cháu đều bị huyết áp cao, vậy liệu bệnh này có di truyền hay không? Và cháu có thể cũng bị huyết áp cao có đúng không ạ? Và nhiều bác sĩ thể vâng ạ. Câu này là chúng tôi thường xuyên được nghe các bạn thanh niên đưa bố hay đưa mẹ, thậm chí đưa ông bà đi khám bệnh bị tăng huyết áp cũng hay hỏi. Thì cho đến thời điểm này, y học chưa chứng minh được là bệnh có di truyền hay không. Vẫn là chưa tìm được, không chưa có câu trả lời với chuyện này. Cho nên là đến giờ phút này vẫn nói là không có tính chất di truyền. Nhưng như tôi đã nói đấy, nó có yếu tố nguy cơ. Nếu bố hoặc mẹ, và cả bố cả mẹ bị tăng huyết áp, nếu trong gia đình có người bị bệnh tim, thì cái khả năng bị bệnh của người con đấy rất là cao. Thì bây giờ chúng ta biết rồi, bố mẹ chúng ta không thể chọn được. Không thể chọn được, cho nên rằng là yếu tố nguy cơ mà không thay đổi được thì thôi, chúng ta gạt sang. Và chúng ta còn có yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, như vừa rồi tôi nói. Ví dụ như là không hút thuốc lá, thuốc lào, không ăn mặn, không ăn nhiều cholesterol, hoạt động thể lực tốt, rồi cơ thể cân đối, không béo phì thừa cân, rồi là không tinh thần tốt, ví dụ vân vân. Và cái quan trọng là phải biết con số huyết áp như số tuổi của mình. Ví dụ năm nay tôi 24 tuổi, huyết áp của tôi bao nhiêu, sang năm tôi 25 tuổi, huyết áp của tôi bao nhiêu, ví dụ như vậy. Thì cái đấy là nó sẽ không phải là nó 100% là không, bạn có thể không bị tăng huyết áp, không phải là 100%, nhưng ít nhất nó cũng hạn chế tối đa cái chuyện bạn bị tăng huyết áp. Và hơn nữa là nếu có bị tăng huyết áp mà mình khó biết cách phòng chừa, phòng ngừa, chữa các thứ thì nó không bị biến chứng. Đấy là rất là quan trọng. Như vậy là với câu hỏi của khán giả này thì rõ ràng chúng ta không thể khẳng định là có đúng rồi. Hay không. Tuy nhiên thì khán giả sẽ cần phải cẩn trọng hơn với những cái yếu tố nguy cơ đó. Và chúng ta sẽ cần có cách để làm sao mà phòng ngừa chủ động. Tiếp theo là một câu hỏi của khán giả đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi, hiện tại thì tôi có tình trạng là đau thắt vùng ngực và kéo dài cũng khoảng gần một tháng. Liệu đây có phải là bệnh mạch vành hay không? Trước đó thì tôi đi khám cũng được chẩn đoán là bị tăng huyết áp. Vậy hai bệnh này thì có liên quan tới nhau hay không? Vâng, câu hỏi này cũng chúng tôi cũng hay gặp ở trên bệnh nhân. Là những bệnh nhân ấy bị đau ngực, khi mà đau ngực bao giờ người ta cũng nghĩ đến cái tim. Tại vì ở vùng tim mà, đau ngực trái. Thế thì ở bệnh nhân tăng huyết áp thì một trong những biến chứng của tăng huyết áp là biến chứng vào tim. Như tôi đã nói, tim có thể là rối loạn nhịp tim, có thể nhịp nhanh, có thể gây ra bệnh động mạch vành. Thế thì bây giờ muốn biết là bệnh nhân đau ngực này của tim hay là biến chứng của huyết áp gây ra hay là bệnh khác thì chúng ta phải đi khám. Thì tôi cũng nói luôn là ở cái vùng ngực của mình có tim, chúng ta phải kiểm tra cái tim xem là hình thái chức năng tim thế nào, có bị rối loạn nhịp tim hay không. Tiếp theo nữa là chúng ta phải ở vùng ngực chúng có phổi, chúng ta phải chụp cái phổi lên xem là phổi có bị sao không. Thế và đặc biệt là chúng tôi rất hay gặp là bệnh nhân bị bệnh viêm dạ dày và hội chứng trào ngược dạ dày, nó trào ngược lên trên, cho nên là bệnh nhân cảm giác là ở tim, ở trên ngực. Thì cái đấy cũng là lo lắng. Và một cái nữa chúng tôi cũng hay gặp đấy là do vấn đề thần kinh, rối loạn thần kinh chức năng làm cho bệnh nhân đau, nhưng mà thực ra cũng không có bệnh gì cả, cho thuốc thần kinh là ổn. Vì vậy cho nên là câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời hai ý này. Một là bệnh đau ngực mà bị tim có liên quan huyết áp không? Khẳng định là có. Nếu như huyết áp của mình điều trị không tốt, không kiên trì và không khống chế được con số huyết áp thì sẽ dẫn đến tim. Và hai bệnh này sẽ có rất là gắn bó với nhau. Thế còn một cái nữa, cái thứ hai nữa là không phải cái vấn đề đau ngực nó chỉ là tim mà có thể các cơ quan khác, thì chúng ta phải đi khám thì chúng ta mới biết được. Như vậy là với trường hợp này thì cũng cần rất là cẩn trọng, khi mà rõ ràng hai cái này có thể sẽ có những cái liên đới với nhau. Và nếu như mà để có cụ thể hơn thì đúng là chúng ta sẽ cần có cái sự thăm khám và tư vấn của các bác sĩ và chuyên gia. Tiếp tục với một câu hỏi của một khán giả đến từ Nghệ An. Thưa bác sĩ, dì của em bị mỡ máu cao và thường xuyên cảm thấy là chóng mặt, thi thoảng thì bị đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, liệu có phải là bị mắc cả tăng huyết áp hay không? Thế thì tôi cũng nói rồi là tăng huyết áp thì rất là dễ, chúng ta chỉ đo huyết áp một cái là biết ngay là mình có tăng hay không.
Thế còn nếu như là mình có cái triệu chứng này mà đôi đáp mà huyết áp cũng cao thì phải cẩn trọng là có thể là những biểu hiện này là biến chứng của tăng huyết áp. Đấy. Thế cho nên là nếu như bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ chia ra hai cái. Là một là tôi có những triệu chứng như này nhưng mà tôi đôi đáp không cao. Thì sao? Thì mình phải xem là ví dụ mỡ máu cao thì mình phải điều trị thuốc mỡ máu cho nó đỡ sơ vữa động mạch. Thế rồi là nếu mà chóng mặt thì mình phải chóng mặt đau đầu chẳng hạn thì mình phải đi khám xem não mình có vấn đề gì không. Đấy. Thế rồi là nếu mà đau ngực, tức ngực khó thở thì mình kiểm tra xem cái tim của mình có bị bệnh tim hay không, có rối loạn nhịp tim hay không, có bị hẹp hở van tim hay không, có bị tràn dịch màng tim hay không, hay là có bị tim bẩm sinh hay không, vân vân. Có bị bệnh động mạch vành hay không. Thế còn khó thở thì ngoài cái kiểm tra tim thì chúng ta cũng phải kiểm tra cái phổi. Đấy. Đấy là ý thứ nhất nhé, là mới có triệu chứng thôi mà huyết áp đo bình thường. Thế còn nếu như có triệu chứng như này mà lại kèm theo huyết áp cao nữa, mà lại huyết áp cao đấy, nếu nó lại đưa ra hai khả năng. Huyết áp cao này mà mình vẫn điều trị rất là tốt, bệnh nhân này chắc là chưa, vì không biết là có tăng huyết áp hay không, thì không ai loại trừ được là có thể là bị bệnh tăng huyết áp lâu rồi mà mình không biết, mình không điều trị, bây giờ dẫn đến biến chứng của tim. Ví dụ như vậy. Vâng. Đấy, cho nên dứt khoát là phải đi khám bệnh. Vâng. Như vậy là với trường hợp này thì khuyến cáo đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ cần phải đi khám cụ thể. Đúng rồi. Và như bác sĩ có chia sẻ rằng là một trong những việc đơn giản nhất chúng ta có thể làm ngay đó là đo xem huyết áp của mình là bao nhiêu. Để từ đó chúng ta có thể có những cái cân nhắc, và đặc biệt là nếu như có bị triệu chứng này thường xuyên, chúng ta cũng phải thực hiện đo thường xuyên. Nếu như không có tình trạng gì thì có thể là chúng ta tần suất giãn ra. Nhưng mà nếu như sức khỏe đã không ổn định rồi thì chúng ta nên đo thường xuyên để biết được và theo dõi được tình trạng sức khỏe của mình. Tiếp tục với một câu hỏi của một khán giả 60 tuổi ở Bắc Giang. Tôi được chẩn đoán là bị tăng huyết áp cao và phải sử dụng thuốc điều trị tại nhà để ổn định huyết áp, kết hợp với chế độ dinh dưỡng sinh hoạt lành mạnh. Tôi thì đã dừng thuốc được khoảng 2 tuần sau khi đo huyết áp bản thân ổn định lại. Liệu rằng khi ngừng thuốc thì có thể bị mắc lại hay không? Bác sĩ có thể tư vấn giúp ạ. Vâng. Thế thì cái trường hợp này thì chúng tôi rất hay gặp trên lâm sàng. Là bệnh nhân ý, bị chẩn đoán tăng huyết áp. Chẩn đoán năng bệnh tăng huyết áp rồi, cho thuốc điều trị nó ổn định, thế là yên tâm, à ổn định rồi thì là mình có thể bỏ thuốc. Nhưng ổn định đây là do mình dùng thuốc nó mới ổn định, còn nếu mình bỏ thuốc huyết áp lại lên, điều đấy là không bao giờ. Khi đã chẩn đoán là bệnh nhé, tôi nói lại này, tăng huyết áp nó có hai loại, một là tăng huyết áp nguyên phát, có nghĩa là không có nguyên nhân, gọi là bệnh tăng huyết áp. Hai là tăng huyết áp thứ phát, là tăng huyết áp thứ phát có nghĩa là có nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp, thì mình điều trị nguyên nhân thì hết tăng huyết áp. Đấy. Thế thì nếu đã chẩn đoán là bệnh tăng huyết áp, có nghĩa là không có nguyên nhân mà chỉ có yếu tố nguy cơ mà từ nãy giờ mình nói rất là nhiều rồi, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta khi đã chẩn đoán bệnh tăng huyết áp, chúng ta phải điều trị liên tục suốt đời và phải đi khám sức khỏe định kỳ theo đúng hẹn của bác sĩ. Cái đấy là chắc chắn. Bởi vì nếu mình không làm được điều đấy thì sau này mình bỏ thuốc hoặc là mình uống thuốc không khống chế được con số huyết áp thì dẫn đến các biến chứng của tăng huyết áp về tim, về não, về mắt, về thận, về bệnh động mạch, về miên, vân vân, rất là nguy hiểm. Đấy, thành thử ra thì là chúng ta phải hết, tôi khuyên anh là anh đã tự chẩn đoán là bệnh tăng huyết áp thì anh phải đi khám sức khỏe định kỳ, không được bỏ thuốc, nói không với chuyện bỏ thuốc, không được bỏ thuốc, uống thuốc đều đặn thường xuyên. Tại sao phải đi khám sức khỏe định kỳ? Để bác sĩ, thí dụ hôm nay khám mà huyết áp của anh lại cao với cái liều thuốc của tháng trước nó chưa ổn thì bác sĩ có thể tăng lên. Mà nếu mà hôm nay huyết áp của anh lại hơi thấp so với yêu cầu chẳng hạn thì có thể giảm bớt thuốc đi. Hoặc là hôm nay anh lại bị thêm một cái bệnh viêm phổi chẳng hạn thì chúng tôi chữa cho anh thêm cả viêm phổi ngoài cái bệnh huyết áp ra. Hoặc là có những cái bệnh gì đấy thì chữa một thể luôn. Thì như vậy là mình chữa sớm thì nó không bị biến chứng nặng. Đấy, cho nên là cố gắng làm sao là phải một đã bị như trường hợp của anh đã được bị chẩn đoán là bệnh tăng huyết áp thì chúng ta phải uống thuốc đều đặn hàng ngày suốt đời, chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ và chúng ta phải cố gắng loại trừ tối đa các yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được.
Đấy, và đặc biệt là với trường hợp này chắc chắn là chúng ta không thể chủ quan được. Đúng mà rồi. Chúng ta cần phải liên tục theo dõi tình trạng huyết áp cũng như là sức khỏe của mình để đảm bảo rằng là chúng ta không chỉ có huyết áp ổn định mà còn tránh những cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Và rất là cảm ơn ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Thi đã chia sẻ những cái kiến thức rất là thiết thực và cách để chúng ta có thể chủ động phòng ngừa cũng như là điều trị tăng huyết áp cũng như là những bệnh lý về tim mạch, và hy vọng rằng là qua đó đã giúp quý vị thực sự hiểu rõ hơn về những nguy cơ có thể xảy ra với tăng huyết áp và chúng ta có thể bảo vệ chính sức khỏe của bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình để có thể hiểu đúng và nghe đúng trái tim của mình. Và chương trình của chúng tôi thì cũng sẽ liên tục được phát sóng định kỳ hàng tuần trên fanpage và YouTube của Bệnh viện Đa khoa Medlatech, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và theo dõi của quý vị. Và chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của khán giả gửi về, tuy nhiên vì thời lượng có hạn nên trong khuôn khổ của buổi phát sóng ngày hôm nay thì chúng tôi chưa thể trả lời hết. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ phản hồi lại cho quý vị trong thời gian sớm nhất thông qua fanpage hoặc là kênh YouTube. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.